Xin chào các bạn, lại là mình đây. Như tiêu đề của video thì nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay chính là một mùi hương từ nhà La Lique, ông Renault. Nhắc đến La Lique thì chắc hẳn là mọi người không còn cảm thấy quá xa lạ nữa rồi đúng không? Khi mà thời gian gần đây mình giới thiệu cho mọi người khá nhiều mùi ngon của nhà này, như là Encore Noir hay là Encore Noir Extreme. Và với mình thì La Lique có thể coi là một trong những của hiếm trong ngành công nghiệp mùi hương, khi mà họ có những sản phẩm giá bình dân, dễ tiếp cận, nhưng mùi hương lại có thể đá nhiều chai nước hoa Anis đắt hơn nó nhiều lần ra khỏi chuồng gà. Và mình tin rằng ông Renault mà chúng ta nói trong video ngày hôm nay cũng là một hidden gem hay không kém gì Encore Noir đâu. Và thường thì cái gì ngon bổ sẽ không đi kèm với rẻ, nhưng đôi khi cũng sẽ có những ngoại lệ. Vậy thì ông Renault có ngon bổ rẻ đúng nghĩa hay không? Hãy xem hết video ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì here we go. Có lẽ là mình sẽ nói qua một chút về phần thiết kế của chai nước hoa này trước nhá. Thì phải thú thực một điều là mình không quá ấn tượng với cả cái thiết kế của ông Renault đâu. Nhất là khi so nó cạnh với Encore Noir. Thì đây chúng ta sẽ có một chai nước hoa được phủ đen này, xong rồi nắp vuông, nắp gỗ vuông vức, trông rất là nam tính. Ở đây thì cũng là nắp gỗ thôi nhưng mà nó lại là hình tròn. Với mình thì nó không được đẹp như là Encore Noir và trông nó cũng hơi phèn. Nói chung thì nếu như mà thay cái nắp tròn này vào một cái nắp vuông thì mình nghĩ là nó 10 điểm luôn đấy. Nhưng mà đó là phần thiết kế. Cái này cũng sẽ tùy quan điểm của mỗi người thôi đúng không? Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với phần mình nghĩ rằng nó quan trọng hơn. Đó là mùi hương. Tổng quan thì cơ bản ông Renault sẽ là một mùi hương được làm theo hướng rượu, thuốc lá, gia vị trên nền gỗ. Nghe thôi là đã thấy đàn ông rồi đúng không nào? Ấn tượng đầu tiên của mình khi mới xịt mùi hương này là nó khiến cho mình phải nhướn mày gật gù vì độ lạ. Ngay khi mới xịt ra thôi thì các bạn sẽ dễ dàng cảm nhận được cái vị rượu cô nhắc, cảm giác buji không quá mạnh nhưng lại rất rõ. Có lẽ là sẽ có khá nhiều bạn không hiểu từ buji là gì đúng không? Thì thông thường từ này dùng để chỉ cảm giác khi các bạn ngửi những mùi hương của rượu, đặc biệt là rượu Tây, thì nó sẽ luôn có một cảm giác kích thích trong não bộ và hơi choáng choáng nhẹ một chút. Các bạn sẽ dễ dàng bắt gặp cái cảm giác buji này từ những cái mùi hương phổ biến như là Angostura hay là Baranda. Bên cạnh rượu thì mình cũng cảm nhận được một chút gỗ khô, thêm vào đó là cảm giác cay cay the the từ bạc hà và một chút xanh nhẹ của lá sung nữa. Rõ ràng đây sẽ không phải là một cái phần mở đầu dễ dàng bị bắt gặp trong nước hoa đúng không? Và như mình đã nói, nó đủ lạ để khiến cho mình phải nhướn mày thích thú. Cho nên là với những ai cũng thích một cái gì đó độc đáo thì các bạn sẽ ngay lập tức cảm thấy hứng thú với ông Renault ngay từ phần opening. Tuy nhiên có một fact mà mình cần phải lưu ý với các bạn, đó là nhiều khách hàng sau khi trải nghiệm ông Renault thì có nói rằng cái phần mở đầu này nó hơi giống mùi của rượu thuốc hay là mùi của thuốc bắc. Với cá nhân mình thì mình không có một cảm nhận như vậy, nhưng mình cũng sẽ phải đưa ra đây để cho các bạn có thêm nhiều góc nhìn. Tuy nhiên, một lần nữa tuy nhiên, câu chuyện là đều là những khách hàng đó nhưng sau khi trải nghiệm cái phần write down của ông Renault thì đều phải thừa nhận rằng nó hay. Và chỉ cần chờ khoảng 10 phút thôi thì sẽ thấy mùi hương dịu đi khá nhiều, quế và thuốc lá lên rõ hơn, rượu thì vẫn ở đó mà cảm giác như là càng về sau, cái nét rượu cognac trong chai nước hoa này nó phai ra, nó giống như mùi gỗ sồi khô vậy. Và sau khoảng 30 phút thì mùi hương gần như là trở nên tuyến tính, không còn biến đổi nhiều nữa. Và trên da của mình nó sẽ là mùi hương của rượu, gỗ, thuốc lá, ngửi êm, mượt, đi vào mũi một cách rất là dễ chịu. Tổng kết về mùi hương của ông Renault thì với mình nó là một chai nước hoa thú vị. Nó có sự biến chuyển rõ ràng, dễ nhận thấy từ phần mở đầu cay, mát, xanh, chuyển dần sang thuốc lá, rượu, gia vị ngửi ấm, êm và dễ chịu. Cái nốt hương bạc hà và lá sung cũng khiến cho ông Renault trở nên độc đáo. Và các nốt hương ở đây được làm một cách khá là tròn trịa, không bị gai mũi, biến chuyển mượt mà. Cảm giác mùi hương đem lại cho mình đó là một mùi hương nam tính, bên cạnh đó là cảm giác trưởng thành và cổ điển. Có lẽ là mình sẽ so sánh với Charles Club một chút đi, mặc dù là mùi hương khác nhau, phân khúc giá cũng khác nhau, nhưng mình tin rằng sau khi so sánh xong thì các bạn sẽ dễ dàng biết được đối tượng phù hợp với ông Renault là những ai. Cùng là rượu, cùng là thuốc lá ngọt, nhưng mà ở ông Renault nó sẽ là một cái mùi hương trưởng thành hơn, già dơ hơn, nam tính hơn, chứ nó sẽ không trẻ trung năng động như là Jazz Club. Nếu những ai ngửi Jazz Club cảm thấy hơi ngọt nhỉ, hoặc là nếu như các bạn thấy Jazz Club chưa đủ thú vị với các bạn thì mình tin rằng các bạn sẽ khá là thích thú với cả ông Renault. Và với mình thì ông Renault cũng không quá là kén phong cách ăn mặc đâu. Ăn mặc theo kiểu casual cũng được, formal cũng được, bụi bặm cũng được. Nhưng nếu là đẹp nhất sẽ là với một cái phong cách ăn mặc đứng đắn. Bởi vì như mình đã nói, mùi hương này nó sẽ mang tới một cảm giác gì đó cổ điển. Và cuối cùng là hiệu năng. Thì chai nước hoa này lưu trên da của mình được khoảng 5 tiếng và tỏa ổn. Thì với mức giá chỉ 2 củ khoai, mình tin rằng ông Renault xứng đáng là một mùi hương ngon, bổ, rẻ, đứng nghĩa. Encore Noir đã là một cái gì đó rất La Lique, rất là outstanding khi mọi người nói rằng một mùi hương designer, giá designer nhưng chất lượng niche. Có thể là ông Renault chưa đạt được một cái sự ghi nhận giống như Encore Noir, nhưng mình tin rằng trong phân khúc giá của nó thì ông Renault cũng chẳng ngán bất kỳ mùi hương nào khác đâu. Còn các bạn đã trải nghiệm mùi hương này chưa và cảm nhận của mọi người về mùi hương này như thế nào?
comment phía dưới nhá. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình ngày hôm nay. Mọi người đừng quên bấm nút đăng ký bên cạnh quả chuông bấm nút để không bỏ lỡ bất cứ video nào của mình. Còn giờ thì bye bye.